Bước vào thời kỳ kỷ nguyên số, việc vi phạm bản quyền trực tuyến đang ngày càng trở nên phức tạp và tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Việc vi phạm bản quyền trực tuyến này được thể hiện rất nhiều những cái hình thức khác nhau, trở nên tinh vi và gây khó khăn cho chủ sở hữu. Vậy đâu sẽ là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này? Đây cũng là một vấn đề đang được đưa ra trong cuộc hội thảo ngày hôm nay được diễn ra tại Hà Nội. Hôm nay, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên minh Giải trí Sáng tạo ACE, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPA đã tổ chức hội thảo chuyên đề Vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại Việt Nam. Các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo gồm có Tập đoàn Canal Plus của Pháp, Paramount Pictures của Mỹ và các công ty truyền thông đa phương tiện khác. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, hiện nay trên môi trường Internet có hàng nghìn trang điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp các mạng xã hội đang hoạt động. Trong đó, các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, các trang thông tin và mạng xã hội này hàng ngày truyền tải lượng thông tin báo chí, nội dung số, video clip khổng lồ với hàng triệu người dùng Internet. Trong đó, có nhiều nội dung thông tin được lưu trữ, đăng tải trái phép, không thực hiện đúng quy định về trao đổi bản quyền với các chủ sở hữu bản quyền nội dung, gây thiệt hại tới quyền lợi và uy tín của các đơn vị chủ sở hữu nội dung. Hiện tại thì chúng tôi đang triển khai một số các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ các nội dung của Canal Plus toàn cầu. Đó là các giải pháp như là chặn truy cập, chặn tên miền. Hiện nay thì đang được gọi là cái giải pháp trực tiếp, hữu hiệu có thể bảo vệ được nội dung trên môi trường số. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với các chủ sở hữu quyền và các ASP. Trong mối liên hệ này, chúng tôi sẽ lập danh sách của các đường link vi phạm hay trang web có hành vi vi phạm nội dung của chủ sở hữu. Với tư cách là tập đoàn Cana International và có hoạt động tại Việt Nam với tên gọi là K Plus hay là còn gọi là K Cộng, thì chúng tôi được biết rằng trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam mới thông qua luật sở hữu trí tuệ mới và sẽ hiệu lực vào đầu năm sau. Bộ luật này sẽ có những điểm mà hỗ trợ rất nhiều cho các chủ sở hữu quyền để có thể bảo vệ quyền của mình, không chỉ trong các nội dung như thể thao mà còn có cả phim ảnh và các chủ quyền khác. Trong thời gian vừa qua, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng đã nhận được rất nhiều những yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền, nội dung, đa số các nội dung về giải trí như bóng đá, phim, ảnh, ca nhạc, game show. Các hình thức, phương pháp vi phạm bản quyền hết sức tinh vi và biến đổi liên tục, luôn che giấu thông tin chi tiết và thực hiện xuyên biên giới từ nước ngoài, cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác chống vi phạm bản quyền nội dung số được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã tổ chức buổi hội thảo của các đơn vị để trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp phối hợp. Từ đó, có thể triển khai công tác, rà quét, phát hiện vi phạm bản quyền, lập hồ sơ và triển khai các biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ bản quyền cho các chủ sở hữu hợp pháp về nội dung số trên không gian mạng. Chia sẻ thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam, ông Phạm Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Bản quyền Nội dung số cũng cho biết, hiện nay việc vi phạm bản quyền trên môi trường số diễn ra công khai trên nhiều nền tảng. Nội dung bị vi phạm thuộc sở hữu của các đơn vị sản xuất nội dung sẽ được phát sóng và đăng tải trên các nền tảng truyền thông, gây thiệt hại cho chủ sở hữu. Các hành vi vi phạm bản quyền phổ biến như thực hiện livestream, phát trực tiếp trên các mạng xã hội, các website, copy nguyên trạng các nội dung đã phát hoặc cắt ghép, chỉnh sửa các video, sau đó đăng tải trái phép trên Internet.